Sáng ngày 11 tháng 1, trường Tiểu học Đình Bảng 2 phối hợp với công ty cổ phần tập đoàn VAS Group và công ty cổ phần giáo dục Trí Việt đồng tổ chức chương trình trải nghiệm giáo dục công dân toàn cầu 4.0 với mong muốn tạo sân chơi giáo dục lành mạnh, mới mẻ, tạo cho học sinh có thêm nhiều cơ hội được thực hành trải nghiệm ngay tại khuôn viên ngôi trường thân yêu của mình. Đồng thời các hoạt động trải nghiệm bổ ích này còn giúp lan tỏa niềm đam mê tìm tòi khám phá khoa học công nghệ kỹ thuật nghệ thuật và toán học tới toàn thể các em học sinh qua đó các em có cơ hội ứng dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tế phát huy năng lực sáng tạo tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề đây cũng là dịp để các em có cơ hội trải nghiệm kỹ thuật khoa học công nghệ tiên tiến và nâng cao tinh thần đồng đội khả năng làm việc nhóm một trong những kỹ năng quan trọng trong tương lai trong chương trình các em được trải nghiệm thông qua các hoạt động vui chơi sáng tạo đa dạng ở nhiều lĩnh vực như xưởng mộc, chăm robotic, chăm khoa học vui vân vân. Tham gia chương trình trải nghiệm, các em học sinh trong trường được hướng dẫn thực hành trải nghiệm, tạo ra các sản phẩm như cối xây gió, tạo năng lượng điện gió, tham gia thực hành lắp ghép Lego, trải nghiệm thế giới ảo vân vân. Với rất nhiều hoạt động đa dạng mang lại cho học sinh nhiều cung bậc cảm xúc khi chính các em được tự tay tạo ra sản phẩm, được tranh tài trải nghiệm, sáng tạo, giao lưu và học hỏi lẫn nhau trong các nội dung có liên quan đến khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học đồng thời được tham gia nhiều hoạt động kỹ năng sôi nổi, phát huy tính sáng tạo, khả năng tương tác làm việc nhóm và có những giây phút trải nghiệm thật thú vị. Thành công của chương trình trải nghiệm còn là bước đệm để trường tiểu học Đình Bảng 2 tiếp tục có những đổi mới sáng tạo và xây dựng được nhiều mô hình tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực hơn nữa cho học sinh tham gia, giúp các em hoàn thiện năng lực phẩm chất, xây dựng cho các em kỹ năng của một công dân toàn cầu trong thời đại kỷ nguyên số.